Xin chào tất cả các em học sinh khối 7 trường Trung học cơ sở Chu Văn An quận 11. Thầy đại diện cho nhóm toán 7 trường Trung học cơ sở Chu Văn An quận 11 hướng dẫn ôn tập đánh giá kiểm tra giữa kỳ 2. Để ôn tập tốt, thầy và các em cùng làm những bài tập sau. Ta vào bài toán thứ nhất, điểm kiểm tra một tiết môn sinh học của nhóm học sinh lớp 7B được ghi lại như sau. Câu hỏi thứ nhất, lập bảng tần số, tìm mốt. Câu hỏi thứ hai, tính số điểm trung bình cộng của môn sinh học của nhóm học sinh lớp 7B đó, làm tròn những chữ số thập phân thứ nhất. Đây là bài toán thống kê. Ta làm câu A, lập bảng tần số. Bảng tần số gồm hai dòng, giá trị đóng một ngoặc x, tần số đóng một ngoặc n. Giá trị dòng trên thì ta ghi gì? Giá trị từ nhỏ tới lớn. Giá trị nhỏ nhất đây là 3, xuất hiện 2 lần thì ta ghi tần số tương ứng là 2. Tiếp theo giá trị 4 có tần số là 2, giá trị 6 tần số là 3, giá trị 7 tần số là 4, giá trị 9 tần số là 3, giá trị 10 tần số là 4. Và tổng tất cả có 20 giá trị nên ta n lớn bằng 20. Mốt là gì? Mốt là giá trị của tần số lớn nhất. Vậy thì ở đây tần số lớn nhất là 6. Giá trị tương ứng của tần số 6 là giá trị 7. Vậy thì ta có mốt bằng 7. Tiếp theo là sang câu B. Số điểm trung bình cộng của môn sinh học của nhóm học sinh lớp 7B. X ngang sẽ bằng giá trị tương ứng, giá trị 3 tương ứng với tần số là 2 được 3 nhân 2. Cộng với giá trị 4 nhân với tần số tương ứng là 2, cộng giá trị 6 nhân tần số tương ứng là 3, cộng giá trị 7 nhân tần số tương ứng là 6, cộng giá trị 9 nhân tần số tương ứng là 3, cộng giá trị 10 nhân tần số tương ứng là 4, chia cho tổng các giá trị là 20. Và kết quả ta sẽ bằng 141 trên cho 20. Và kết quả bằng gì? 7,05. Nhưng bài tập ta đây yêu cầu làm tròn những chữ số thập phân thứ nhất, nên ta làm tròn thì 7,1. Bài 2, cho đơn thức A bằng trừ 4 phần 9 x mũ 3 y mũ 2 nhân cho 3 phần 8 x mũ 2 y mũ 4 z. A, thu gọn đơn thức. B, tìm hệ số phần biến bậc của A. C, tính giá trị của đơn thức tại x bằng 1, y bằng trừ 1, z bằng 3. Ta sang ý thứ nhất, thu gọn đơn thức A. Thu gọn đơn thức A chính là ta nhân gì? Đơn thức trừ 4 phần 9 x mũ 3 y mũ 2 với đơn thức 3 phần 8 x mũ 2 y mũ 4 z. Ta lấy hệ số nhân hệ số, trừ 4 phần 9 nhân 3 phần 8, phần biến nhân phần biến, biến x nhân biến x, x mũ 3 nhân x mũ 2, y mũ 2 nhân cho y mũ 4, phần z chỉ có 1 thì ta giữ nguyên. Kết quả ta bằng trừ 1 phần 6 x mũ 5, y mũ 6, z. Sang câu B, tìm hệ số phần biến bậc của đơn thức A. Hệ số chính là số trừ 1 phần 6. Phần biến, bỏ hệ số đi, ta có phần biến là x mũ 5, y mũ 6, z. Bậc của đơn thức A, ta sẽ là gì? X mũ 5 là 5 cộng với y mũ 6 là 5 cộng với 6, z là z mũ 1 là 5 cộng 6 cộng 1, kết quả là 12. Cho sang câu C, tính giá trị của đơn thức tại x bằng trừ 1 bằng 1, y bằng trừ 1, z bằng 3. Thì tại x bằng 1, y bằng trừ 1, z bằng 3, ta có chỗ nào có x ta thay bằng 1, chỗ nào có y ta thay bằng trừ 1, chỗ nào có z ta thay bằng 3. Và đơn thức A đã thu gọn. Và kết quả ta tính được rằng kết quả bằng trừ 1 phần 2. Ta thể kết luận là vậy giá trị của đơn thức tại x bằng 1, y bằng trừ 1, z bằng 3 là trừ 1 phần 2. Các em theo dõi bài 3. Cho 3 đơn thức A, B, C. Ta thấy 3 đơn thức là 3 đơn thức đồng dạng. Câu A tính A cộng B, câu B tính A trừ C cộng B. Ở đây ta nhớ về kiến thức cộng trừ các đơn thức đồng dạng thì ta cộng trừ hệ số với nhau, giữ nguyên phần biến. Ta sang câu A.
tính A cộng B. A cộng B bằng 1 phần 3 x mũ 2 y mũ 2z cộng với 1 phần 2 x mũ 2 y mũ 2z. Ta lấy hệ số cộng với nhau, giữ nguyên phần biến. Kết quả mở ngoặc 1 phần 3 cộng với trừ 1 phần 2 đóng mở ngoặc nhân với x mũ 2 y mũ 2z. Kết quả ta bằng trừ 1 phần 6 x mũ 2 y mũ 2z. Tương tự như vậy, các em làm câu B. Tính A trừ C cộng B. Thật đơn giản, ta lấy gì hệ số cộng trừ với nhau, giữ nguyên phần biến, mở ngoặc 1 phần 3 trừ đi trừ 1 phần 4 cộng với trừ 1 phần 2 đóng ngoặc nhân cho x bình x mũ 2 y mũ 2 z. Và kết quả ta bằng 1 phần 12 x mũ 2 y mũ 2 z. Các sau bài toán 4 là bài toán thực tế. Bác Lan đi siêu thị mua TV, siêu thị đang giảm giá 10% với tất cả các mặt hàng. Khi thanh toán tiền thì bác Lan phải trả 9 triệu đồng. Hỏi giá của chiếc TV bác Lan mua khi chưa giảm giá là bao nhiêu? Ở đầu bài ta thấy là giá của TV giảm giá 10%, có nghĩa là gì? Bác Lan chỉ phải trả gì 90% giá trị của cái giá ban đầu chưa giảm giá là 9 triệu. Vậy thì gì? Ta có giá của chiếc TV bác Lan khi mua chưa giảm giá là ta lấy 9 chia cho 100% trừ đi 10%, kết quả là 10 triệu. Ở đây là giảm giá thì con lấy 100% trừ đi 10%. Còn nếu tăng giá lên thì con phải lấy gì? 100% cộng với giá tăng. Các xong bài toán số 5 là bài toán thực tế về hình học. Tính chiều cao của bức tường trong hình vẽ biết cầu thang dài 4m và khoảng cách từ chân thang đến bức tường là 2m. Làm tròn những kết quả số thập phân thứ hai. Đầu tiên ta vẽ hình ra, tượng trưng ra. Ta sẽ có tam giác ABC vuông tại A. Với thì BC là 4, là chiều dài của thang là 4m. Và thì AC là khoảng cách từ chân thang đến bức tường là 2m. Vậy ta tìm gì AB? Bài này ta áp dụng định lý Pythagore, ta có xét tam giác ABC vuông tại A, ta có BC bình phương bằng AB bình phương cộng AC bình phương. Định lý Pythagore thay số vào ta có, ta tính được AB bình phương bằng 12. Vậy AB ta sẽ bằng căn của 12 và ta bấm xấp xỉ ra là 3,46m. Kết luận là chiều cao của bức tường là 3,46m. Ta sang bài 6 là bài toán hình học. Cho tam giác ABC vuông tại A có BC bằng 10cm, AC bằng 8cm. Tính AB, so sánh góc B và góc C. Vẽ AM vuông góc BC tại M. Trên tia đối của MA lấy điểm N sao cho AM bằng NM. Chứng minh tam giác MBA bằng tam giác MBN. C, trên đoạn thẳng MB lấy H sao cho MC bằng MH. Từ H kẻ đường thẳng vuông góc với AB tại K, chứng minh NHK thẳng hàng. Đầu tiên ta vẽ tam giác ABC vuông tại A. BC là 10cm và AC là 8cm. Tính AB thì áp dụng định lý Pythagore. Xét tam giác ABC vuông tại A có BC bình phương bằng AB bình phương cộng AC bình phương, định lý Pythagore. Ta thay số vào ta tính được AB bình phương bằng 36 và AB ta sẽ bằng căn của 36 bằng 6cm. So sánh góc B và góc C, ta áp dụng gì? Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong tam giác. Trong tam giác ABC ta có AB nhỏ hơn AC, 6cm nhỏ hơn 8cm nên suy ra góc C đối diện với cạnh AB sẽ nhỏ hơn góc B đối diện với cạnh AC, quan hệ góc cạnh đối diện trong tam giác. Ta sang câu B, vẽ AM vuông góc với BC tại M, ta dùng thước Eke ta vẽ. Một cạnh vuông góc trùng với BC, cạnh còn lại đi qua điểm A. Ta vẽ được AM. Trên tia đối của MA lấy điểm N sao cho MA bằng NM. Ta dùng thước thẳng
đo AM và xác định được LM sao cho MA bằng LM, đánh dấu hai đoạn thẳng MA bằng MN, chứng minh tam giác MBA bằng tam giác MBN. Đầu tiên là xét tam giác MAB và tam giác MBN. Ta nhìn thấy các yếu tố như sau. Cạnh thứ nhất là cạnh MB bằng cạnh MB là cạnh chung. Và góc AMB bằng góc BMN bằng 90 độ vì AM nó vuông góc với BC. Cái thứ hai là cạnh MA bằng cạnh gì? MN, giả thiết. Suy ra tam giác MBA bằng tam giác MBN, trường hợp cạnh góc cạnh, hoặc các em có thể ghi là gì, trường hợp tam giác vuông hai cặp cạnh góc vuông bằng nhau. Ta sang câu C. Trên đoạn thẳng MB lấy điểm H sao cho MC bằng MH. Thế đo MC bằng hơn 2 cm thì ta đo gì, lấy điểm H sao cho MC bằng MH. Tiếp theo, từ H ta kẻ đường thẳng vuông góc với AB tại K. Ta đặt thức EK sao một cạnh trùng với AB và một cạnh đi qua điểm H. Bởi vì đây là gì, chứng minh NHK thẳng hàng nên ta gì, vẽ luôn NHK ra. Chứng minh NHK thẳng hàng, xét tam giác MAC và tam giác MNH, ta có MA bằng MN, góc AMC bằng góc NMH bằng 90 độ, MC bằng MH, giả thiết. Suy tam giác MAC bằng tam giác MNH, trường hợp cạnh góc cạnh. Hoặc các ta có thể ghi là gì, trường hợp tam giác vuông hai cặp cạnh góc vuông tương ứng bằng nhau. Mục đích ta suy ra góc ACM bằng góc NHM, hai góc tương ứng mà hai góc ở vị trí so ngay trong, nên ta suy ra được rằng NH song song với AC. Mặt khác ta có AH, ta có HK vuông góc với AB và AC vuông góc với AB, nên ta cũng suy ra được rằng HK song song với AC. Từ 1 và 2 thì ta suy ra NHK thẳng hàng do theo tiền đề Euclid, từ điểm H ta kẻ được hai đường thẳng HN và HK song song với đường thẳng AC, nên ba điểm NHK phải thẳng hàng. Thay mặt tất cả các giáo viên toán trường Trung học cơ sở Chu Văn An, quận 11, chúc các em ôn tập tốt và kiểm tra đạt kết quả cao. Thân ái chào các em.